Lợi ích niệm Phật. Một, Đại sư Quyền Trang phiên dịch quyển A Di Đà Kinh có nói: Vô lượng thọ Phật chính là A Di Đà Phật, là một danh hiệu có vô lượng vô biên công đức không thể nghĩ bàn. Danh hiệu của câu Nam Mô A Di Đà Phật này có công đức vô lượng vô biên, bất khả tư nghị, quyền diệu không thể nghĩ bàn. Cho nên câu danh hiệu A Di Đà Phật này chính là danh hiệu công đức vô lượng vô biên, bất khả tư nghị. 2. Phật cứu độ chúng sanh có nhiều cách, như cứu độ bằng thần thông, cứu độ bằng hào quang và cứu độ bằng danh hiệu. A Di Đà Phật chủ yếu là cứu độ bằng danh hiệu, lấy 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật này để cứu độ chúng sanh mười phương. Đương nhiên, câu danh hiệu này không phải là văn tự thông thường, cũng không phải là tên gọi bình thường, mà đó là danh hiệu của Phật, là bản thể của Phật, là công năng của Phật, là quyền lực thần thông hào quang của Phật thân, cho đến sự từ bi, trí tuệ và công đức vô lượng của Phật cũng đều được dung hòa vào trong câu danh hiệu này. 3. A Di Đà Phật lấy danh hiệu để cứu độ bản thân của chúng sanh, cũng lấy hào quang và thần thông để cứu độ chúng sanh, khiến cho những người chuyên xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật được hào quang của A Di Đà bảo vệ mãi mãi, lúc lâm chung hiện thân đến đón người ấy về thế giới cực lạc. Còn lúc thường ngày thì người ấy đã luôn được sự gia hộ của A Di Đà Phật, phùng hung hóa kiết, gặp dữ hóa lành. 4. Bình thường niệm Phật thì có được sự gia hộ của Phật. Niệm Phật có thể có được hiện tại và tương lai hai lợi ích. Hiện tại là chỉ lợi ích của kiếp này, tương lai là chỉ lợi ích của kiếp sau. Cái gọi là lợi ích của kiếp sau chính là tương lai có thể rời khỏi tam giới lục đạo luân hồi, giảng sanh thế giới cực lạc. Còn như hiện tại thì có thể tiêu tai trường thọ, tăng phước tăng huệ. Nếu như nói theo pháp thế gian, chính là gia hộ cho chúng ta được khỏe mạnh bình an, ít khổ não, thậm chí mọi việc đều được suôn sẻ như ý, gặp phải chuyện gì cũng có thể chuyển dữ quá lành. 5. Hai sự lợi ích của niệm Phật ngay hiện tại và tương lai, tôi quy nạp chúng lại thành 15 điểm. Thứ nhất, Di Đà trụ đỉnh, Phật A Di Đà thường trụ ở trên đỉnh đầu. Thứ hai, Phật quang hộ thân. Thứ ba, chư Phật hộ niệm, không để cái ác bên ngoài xâm nhập và để cái thiện ở bên trong được khởi lên. Thứ tư, Bồ Tát tương tùy. Thứ năm, minh chúng, các chúng sanh như Phạm Thiên, Đế Tức Thiên, Diêm Ma Dương và các quỷ thần mà mắt người không nhìn thấy được bảo vệ. Thứ sáu, tiêu trừ nghiệp chướng. Thứ bảy, tăng trưởng phước huệ. Thứ tám, xa lìa các tai họa. Thứ chín, có được sức khỏe và trường thọ. Thứ mười, sẽ được chết yên lành. Thứ mười một, nhập chánh định tụ, được chánh định, chẳng thối đọa, chẳng đoạn tuyệt các thiện căn, rồi đây sẽ chứng ngộ. Thứ mười hai, chấm dứt luân hồi. Thứ mười ba, giảng sanh tịnh độ. Thứ mười bốn, thành tựu Phật quả. Thứ mười lăm, quảng độ chúng sanh. Trong lợi ích của kiếp này, thứ mười một, nhập chánh định tụ, thuộc về lợi ích đứng đầu, cũng chính là lợi ích căn bản. Cũng do có được lợi ích căn bản này, cho nên mới thu được những lợi ích liên đới của kiếp này và kiếp sau. Nhập chánh định tụ, nếu như nhìn từ những pháp môn thông thường, cho rằng sau khi giảng sanh về thế giới cực lạc mới thu được lợi ích, nhưng thực ra cái pháp môn này của chúng ta thì không phải vậy, là ngay hiện tại thì đã thu được lợi ích rồi. 6. Người nghèo khổ niệm Phật sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ, được ấm no. Người bệnh niệm Phật có thể hỗ trợ cho việc điều trị và thuốc men sớm ngày bình phục. Nếu gặp phải bệnh về nhân quả, bệnh về nghiệp chướng thì thuốc men sẽ không có hiệu quả, chỉ có niệm Phật mới có hiệu quả. Niệm Phật sẽ tiêu trừ nghiệp chướng được tiêu trừ thì sẽ hết bệnh. Niệm Phật đẩy lùi được ma quán bị đẩy lùi thì tránh được tai nạn. Niệm Phật có thể hóa giải được ma quán, các vong linh và quan gia trái chủ của chúng ta, độ các quan gia trái chủ thoát khỏi cảnh khổ. Nếu thường niệm Phật thì có thể việc lớn quá nhỏ, việc nhỏ quá không, thoát khỏi cộng nghiệp, bản thân tránh được tai nạn. 7. Người niệm Phật nếu không hiểu biết và cũng không mong cầu, cũng vẫn có được lợi ích của kiếp này và kiếp sau. 8. Nghe và niệm thực sự là như nhau cả. Khi chúng ta niệm, tuy là miệng niệm, nhưng phải xuất phát từ ý nghiệp. Cho dù không phải bộc lộ ra một cách chân thành khẩn thiết từ trong lòng, nhưng chỉ cần chúng ta niệm Phật
ít nhất cũng có thể trồng được một hạt giống vào trong thức thứ 8, A Lại Gia Thức. A Lại Gia Thức được xem là thức căn bản của mọi hiện tượng, nên còn gọi là hàm tàng thức. Thức này chứa đựng mọi sự trải nghiệm của đời sống mỗi con người và nguồn gốc tất cả các hiện tượng tinh thần của chúng ta. Niệm là khẩu nghiệp, là thiện căn, nghe là nhĩ căn, đều là một trong sáu căn. Sáu căn từ đâu mà có? Chính là từ A Lại Gia Thức căn bản của chúng ta mà có. Cho nên, những thứ mà chúng ta nghe được nhất định sẽ đi vào A Lại Gia Thức của chúng ta. Những lời chúng ta nói lời thiện, nói lời ác, tốt và xấu, tất cả ngôn ngữ cũng sẽ trở thành một hạt giống trong A Lại Gia Thức của chúng ta. Câu danh hiệu này là chủ thể của Niết Bàn. Công đức dạng thiên tất cả đều trong câu danh hiệu này. Những công đức từng ly từng tí mà A Di Đà Phật tu được trong nhiều đời nhiều kiếp đều chứa đựng trong câu danh hiệu này. Trong vũ trụ có công đức gì mà câu danh hiệu này không có? Cho nên câu danh hiệu này có công đức to lớn, sức mạnh to lớn kinh người. Công đức to lớn và sức mạnh to lớn của câu danh hiệu này đã từng câu rót vào trong A Lại Gia Thức của chúng ta. Nó có thể chuyển được nghiệp. Nghiệp là nguyên nhân đưa tới quả báo. Cả hai tạo thành luật nhân quả tuần hoàn không dứt suốt cõi luân hồi của chúng ta. Bản thể của nghiệp ở đâu? Chính là ở trong A Lại Gia Thức. Bản thân của nghiệp thực ra là hư quyển không thật, còn công đức của câu danh hiệu này lại là chân thực. Sự hư giả có nhiều đến mấy cũng không bằng một chút chân thực. Cho nên câu danh hiệu này vừa vào nhĩ căn thì vào ngay A Lại Gia Thức. Tất cả các nghiệp chướng hư giả đang tồn tại trong A Lại Gia Thức tự nhiên sẽ được tiêu trừ. 9. Hào quang chiếu khắp thế giới mười phương, đối với những chúng sanh niệm Phật thì nhiếp thủ bất xả, luôn phóng tâm quang giữ lấy không rời xa. Hào quang của A Di Đà Phật chiếu khắp cả vũ trụ mênh mông, không có nơi nào mà không chiếu đến. Những hào quang chiếu đến cùng với những hào quang nhiếp thủ là khác nhau, giống như ánh sáng mặt trời chiếu khắp trái đất, không có thứ gì mà không nhận được sự lợi ích từ ánh sáng mặt trời. Cho nên hào quang chiếu khắp thế giới mười phương là một phương tiện trước khi hoa nở quả chín, là quá trình bồi dưỡng, là giai đoạn của giáo dục dự bị. Nhưng mà tuy mỗi một chúng sanh đều nhận được hào quang chiếu khắp của A Di Đà Phật, nhưng chỉ có chúng sanh niệm Phật mới có thể thu được hào quang nhiếp thủ bất xả. Điều này không phải trong lòng A Di Đà Phật có sự phân biệt không bình đẳng. Thực ra lòng từ bi của A Di Đà Phật rất là bình đẳng, không có phân biệt tí nào cả, chỉ là căn cơ, tức là căn tánh và cơ duyên của chúng sanh không giống nhau. Cái gọi là không giống nhau chính là có chúng sanh nghiệp thiện trong kiếp trước tương đối sâu dày, nghe nói đến sự cứu độ của A Di Đà Phật ngay lập tức hoặc không bao lâu thì có thể thọ lãnh đón nhận được. Còn những chúng sanh thọ lãnh tương đối chậm, thậm chí không phải là căn cơ này mà chuyển sang tu những pháp môn khác, thậm chí ngay cả giáo lý cơ bản của Phật pháp thiện ác báo ứng, nhân quả ba đời, lục đạo luân hồi đều không tin. Bởi vì căn cơ chúng sanh có khác biệt, làm cho Di Đà nhiếp thủ chúng sanh cũng có trước có sau. Tóm lại, nếu như chúng ta chuyên xưng niệm danh hiệu Di Đà, tự nhiên sẽ nhận được lợi ích hào quang nhiếp thủ bất xả của Di Đà. 10. Phật quang có hai loại. Một loại là thân quang, hào quang phát ra từ trên người. Một loại là tâm quang, là đạo quang cảm ứng giữa Phật và chúng sanh mà phát ra hào quang. Thân quang, tâm quang thực ra đều là nhất thể, đều chiếu khắp thế giới mười phương. Giống như là mặt trời vậy, mặt trời vừa xuất hiện, tất cả động thực vật trên mặt đất cũng đều tắm mình trong ánh nắng của mặt trời chiếu rọi. Giống như hào quang của A Di Đà Phật chiếu khắp thế giới mười phương, bất cứ chúng sanh nào, cả người thiện, người ác, thậm chí là chúng sanh nơi địa ngục cũng đều nhận được hào quang của Di Đà chiếu rọi. Chỉ riêng những người niệm câu danh hiệu này mới có thể được tâm quang nhiếp thủ, bởi vì câu danh hiệu này là bản thể của A Di Đà Phật, có thể niệm câu danh hiệu này tự nhiên sẽ nhận được tâm quang Di Đà nhiếp thủ và cảm ứng với lời thệ nguyện của Di Đà. 11. Danh hiệu của A Di Đà Phật chính là bản thân của A Di Đà Phật, chính là câu danh hiệu này. Danh ngoại vô thể, thể ngoại vô danh, có nghĩa là không có danh thì không có thực thể, không có thực thể thì không có danh xưng. Do đó, những người tin tưởng và nhận sự cứu độ mà niệm danh hiệu Di Đà tự nhiên sẽ được giảng sanh nhờ vào tâm quan của Ngài Nhiếp Thủ. Người không xưng niệm danh hiệu thì không có được sự lợi ích nhiếp thủ của hào quang. 12. Tại sao hào quang của Phật Di Đà phổ chiếu mà chỉ nhiếp thủ người niệm Phật,
không nhiếp giữ những người tu tập hành khác, là bởi vì những hành khác không phải hành bổn nguyện nên không nhận được hào quang nhiếp thủ. Niệm Phật là hành bổn nguyện cho nên mới nhận được hào quang nhiếp thủ. 13. Nếu là người niệm Phật, nên biết người ấy là Qua Phân Đà Lợi trong loài người, Quán Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát là bạn lành của người ấy. Người ấy sẽ ngồi đạo tràng sanh vào nhà chư Phật. Đoạn văn Qua Phân Đà Lợi tổng cộng có 38 chữ. Đoạn văn này Đại sư Thiện Đạo giải thích như thế nào vậy? Đại sư Thiện Đạo nói, niệm Phật là chánh nhân hiển thị niệm Phật Tam Muội, một công năng siêu việt, không có bất cứ tạp thiện nào có thể so sánh được. Chính là đang hiển thị công năng của niệm Phật, công năng công đức lực dụng của pháp chuyên xưng Di Đà Phật danh là siêu việt cả định thiện và tán thiện, siêu việt chư thiện vạn hạnh. Siêu là siêu việt, tuyệt là tuyệt đối, không phải là tương đối, khẳng định tuyệt đối. Nếu đã là tuyệt đối thì không thể so sánh được. Nếu như có thể so sánh thì rõ ràng vẫn là tương đối thôi. Thực sự tạp thiện không thể so sánh được. Ý nghĩa chính là niệm Phật không phải các loại thiện hành khác có thể so sánh lẫn nhau hoặc so sánh ngang nhau được. Lập luận này rất dễ làm cho người ta kinh ngạc, bởi vì từ các ghi chép trong văn hiến, từ xưa cho đến nay, trong những tác phẩm của chư vị đại đức tổ sư Tông Tịnh Độ, rất khó gặp được những lối giải thích tuyệt diệu thế này. 14. Niệm Phật đã là công đức vô thượng, tỏ rõ là duy nhất. Duy nhất chính là tuyệt đối, không có gì có thể so sánh được. Cho nên nói, dứt bậc so sánh, không có điều gì có thể sánh ngang với niệm Phật cả, tuyệt chư đối đãi. 15. Chỉ niệm Di Đà thì ngay trong một đời có thể vượt ra khỏi luân hồi. Đức Thế Tôn ví như là hoa sen trắng, nhị thánh, Đức Thế Tôn và Phật A Di Đà luôn theo bên cạnh bảo vệ. Nếu không niệm Phật, không nguyện sanh về thế giới cực lạc, thì tuy là chức cao quyền trọng thì cũng giống như là gia quyến của Diêm Vương vậy, hàng ngày mãi tiếp cận với địa ngục. Nhưng niệm Di Đà, tức là đã niệm tất cả chư vị đại Bồ Tát mười phương cõi, Quán Âm Thế Chí cũng bao gồm trong đó, không cần thay đổi xưng niệm những Bồ Tát khác. Chuyên niệm một vị Phật là Nam Mô A Di Đà Phật, tức là thu được lợi ích lớn, có đủ công đức vô thượng, đương nhiên hơn hẳn bất cứ câu chú Đà Ra Ni. 16. Niệm Phật có công đức gì? Luận tiêu trừ tội nghiệp có thể tiêu trừ tội sinh tử của chúng ta. Luận về công đức có thể khiến chúng ta giảng sanh thành Phật. Do đó, trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh, Phật Thích Ca Mâu Ni dùng sự khen ngợi lớn nhất để khen ngợi những người niệm Phật, khen ngợi như thế nào? Nếu là người niệm Phật, nên biết người ấy là Qua Phân Đà Lợi trong loài người, Quán Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát là bạn lành của người ấy. Ý nói là chỉ cần chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bất kể là ai, người ấy đã là Qua Phân Đà Lợi ở thế gian rồi. Qua Phân Đà Lợi là qua như thế nào? Chính là vua của các loài qua. Chỉ có Phật mới có thể xưng là Qua Phân Đà Lợi, bởi vì trong vũ trụ chỉ có Phật là thanh tịnh nhất, không bị phiền não nghiệp chướng làm ô nhiễm. Cho nên Qua Phân Đà Lợi là dí cho không có phiền não của tham sân si, không có bất cứ nghiệp chướng gì, không bị bất cứ ô nhiễm gì. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lấy Qua Phân Đà Lợi để khen ngợi những người niệm Phật. Đó là sự khen ngợi cao nhất đối với người niệm Phật, cũng là sự thọ ký đối với người niệm Phật sẽ thành Phật. Đó cũng chính là, tuy rằng bây giờ chúng ta vẫn là phàm phu có nghiệp chướng sanh tử, nhưng sẽ không còn bị sanh tử luân hồi, tương lai có thể giảng sanh thành Phật. Cho nên lấy nhân nói quả, lấy Qua Phân Đà Lợi để khen ngợi những người niệm Phật trước, nói chúng ta là những vị Phật trong tương lai. Do đó những Bồ Tát đẳng giác như Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát là bạn của chúng ta. 17. Tuyển trạch bổn nguyện niệm Phật tập của Pháp Nhiên Thượng Nhân nói rằng, câu danh hiệu Di Đà này có đủ công đức, nội chứng và ngoại dụng. Nội chứng chính là tam thân, tứ trí, thập lực, tứ vô úy mà Đức Phật chứng ngộ được. Ngoại dụng chính là hào quang tướng tốt và cách thuyết pháp độ chúng sanh của bản thân Đức Phật, cũng chính là tất cả công đức của Đức Phật đã bao gồm tất cả nội chứng và ngoại dụng. Cái gọi là tam thân của nội chứng chính là pháp thân, báo thân, hóa thân của Phật. Tám thức của Ngài chính là năm thức trước và thức thứ sáu, thức thứ bảy và thức thứ tám thì chuyển thành bốn loại trí tuệ. A Lại Gia thức chuyển thành đại viên cảnh trí, Mạt Na thức chuyển thành bình đẳng tánh trí, thức thứ sáu chuyển thành diệu quan sát trí. Còn năm loại thức như nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thì chuyển thành sở tác trí. Cần phải chuyển thức thành trí,
mới có thể hiển hiện ba thân, pháp thân, báo thân, quá thân. Có được ba thân, tự nhiên sẽ có được công năng thập lực và tứ vô ý của Đức Phật. Nói về tứ trí, đương nhiên do A Lại Gia thức và Mạt Na thức chuyển thành đại viên cảnh trí và bình đẳng tánh trí, nghĩa là Phật và Phật tương đồng, cũng là bình đẳng. Nhưng diệu quan sát trí và thành sở tác trí thì lại có khác. Bởi vì nhân địa phát nguyện của Phật A Di Đà siêu việt hơn mười phương chư Phật, cho nên tuy rằng pháp thân chư Phật bình đẳng nhất như, nhưng báo thân của Phật A Di Đà thì lại thù thắng vô cùng, còn quá thân thì công năng càng vô lượng. Vì thế A Di Đà Phật có các năng lực cứu độ những chúng sanh mà chư Phật không thể cứu độ được. Đó chính là sự khác nhau của công năng lực dụng của Phật A Di Đà vậy. 18. Sự tồn tại của A Di Đà Phật là vì cái gì? Mục đích cuối cùng của Ngài là vì cứu độ những người niệm Phật. Bởi vì danh hiệu và hào quang của Di Đà là nhất thể, cho nên chúng ta xưng niệm danh hiệu của Ngài, tự nhiên sẽ tiếp xúc với hào quang của Ngài và hòa hợp vào trong hào quang ấy. Trái lại, nếu không xưng danh hiệu của Ngài thì đương nhiên sẽ rời xa hào quang của Ngài. 19. A Di Đà Phật là vô lượng quang. Bạn muốn cầu trí tuệ chính là lúc niệm A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là vô lượng thọ. Bạn cầu về trị bệnh, vận may, duyên lành cũng cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là vạn đức hồng danh. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật có thể tiêu trừ được tai nạn, gặp dữ quá lành, biến hòa thành phúc. 20. Niệm Phật là một phương tiện vừa dễ dàng, công đức lại rất thù thắng, có thể trực tiếp thoát khỏi sinh tử, hơn nữa nhất định thành Phật. Bất kể tại gia, xuất gia, người nam, người nữ, không hiểu sâu về kinh điển cũng không sao, chỉ cần có lòng muốn vãng sanh về thế giới cực lạc và xưng niệm câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này. Theo thân phận, công việc, hoàn cảnh hiện tại, có rảnh thì niệm Phật, tùy theo căn tánh của bạn, có thể niệm thế nào thì niệm thế ấy, niệm được bao nhiêu thì niệm bấy nhiêu. Như vậy, không những kiếp này được hào quang của A Di Đà Phật bảo vệ, tiêu trừ tai nạn, gặp dữ quá lành, tăng phước tăng thọ, mà khi lâm chung lại được vãng sanh về thế giới cực lạc, giải quyết triệt để sự vô thường và thoát khỏi sinh tử luân hồi. 21. Người chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật tức là đã báo ơn cha mẹ. Tuy lòng ta chưa nghĩ đến báo ơn, nhưng nhờ vào quay lực của Di Đà, ta tự nhiên báo được ơn đó. 22. Người niệm Phật, cho dù có bần cùng hạ tiện như thế nào, có phiền não vọng tưởng ra sao, ở nơi sâu thẳm trong lòng của người đó vẫn còn một sự an ủi. Người ấy biết rằng mình đã có thể thoát khỏi sinh tử luân hồi, đã quyết định vãng sanh về thế giới cực lạc. Cho dù bây giờ vẫn còn phiền não vọng tưởng, tạp niệm, nhưng trong lòng đã có được niềm an ủi. Niềm vui này khác với niềm vui ngũ dục, dục vọng về tiền tài, sắc dục, ăn uống, danh vọng, ngủ nghỉ ở thế gian, cũng khác với niềm vui thiền định của các bậc thánh đã tu chứng. Niềm vui này chính là niềm vui nương tựa vào A Di Đà Phật, chính là niềm vui tín ngưỡng A Di Đà Phật, chính là niềm vui có được sự nương tựa, tâm thanh thản, trong lòng được an ủi, cảm thấy an ổn và yên định. 23. Danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là thân thể của A Di Đà Phật, tràn đầy lòng từ bi của Phật A Di Đà, tràn đầy trí tuệ của Phật A Di Đà, tràn đầy hào quang của Phật A Di Đà, tràn đầy nguyện tâm, thần thông và quay lực của Phật A Di Đà. Danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là sinh mạng của A Di Đà Phật, tràn đầy sự tinh túy của A Di Đà Phật, lưu thông dòng máu của A Di Đà Phật. Danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật không chỉ là phù hiệu hay là âm thanh, mà là sự sống động và sự linh ứng. Danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là kết tinh, là năng lượng của A Di Đà Phật. Chúng ta niệm Phật, mỗi một câu đều là đang hấp thụ năng lượng của sinh mạng A Di Đà Phật, là đang uống chén canh tinh lực của sinh mạng A Di Đà Phật. Giống như trẻ sơ sinh bú sữa mẹ, có thể khiến những chúng sanh niệm Phật kiếp này tiêu tan nghiệp chướng, trí tuệ khai mở, tiêu nghiệp tăng phước, tránh dữ gặp lành, tiêu tai trường thọ. Khi lâm chung, A Di Đà Phật và các thánh chúng đích thân đến nghênh đón, giảng sanh tịnh độ, thành Phật đồ chúng. 24. Xưng niệm lục tự hồng danh tức là tán thán Phật, là sám hối, là phát nguyện hồi hướng tất cả thiện căn để trang nghiêm tịnh độ. Chỉ cần chúng ta niệm danh hiệu sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật này, chính là sự tán thán tối cao đối với A Di Đà Phật. Như Thiên Thân Bồ Tát có nói trong Giảng Sanh Luận rằng, xưng niệm danh hiệu Phật chính là pháp môn tán thán. 25.
Chỉ cần chúng ta luôn luôn chuyên xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đó chính là sự tán thán tối cao của bản thân mình đối với Ngài. Nói sau đây, ý nghĩa của câu Nam Mô A Di Đà Phật này là gì? Chính là nói: này các con, ta cứu các con. Chỉ cần các con chuyên niệm câu danh hiệu này thì được giảng sanh thế giới cực lạc, triệt để thoát khỏi luân hồi trong tam giới lục đạo, nhanh chóng thành tựu Phật quả. Những hàm ý như thế trong thập phương chư Phật chỉ có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật mới gồm chứa đầy đủ. Do đó, niệm một câu A Di Đà Phật chính là một sự tán thán chí cao vô thượng. 26. Ở nhà niệm Phật, Phật quang chiếu sáng khắp cả nhà. Người trong nhà niệm Phật, người thân ở bên ngoài sẽ được bình an. Người còn sống niệm Phật, người qua đời sẽ được siêu độ. Trưởng bối, người lớn thường niệm Phật, con cháu được che chở. Cho nên công đức niệm Phật bất khả tư nghị, quyền diệu không thể nghĩ bàn. 27. Hễ là người niệm Phật, trên thân thể người ấy chắc chắn sẽ có Phật quang. Hơn nữa, hào quang của A Di Đà Phật sẽ nhiếp thủ người ấy. Thập phương chư Phật đều đến độ niệm người ấy. 25 vị đại Bồ Tát như Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát cũng sẽ ở xung quanh người ấy như hình dưới bóng, ngày đêm gia hộ. Thiên thần địa chủ đều rất kính trọng người ấy. Mười phương hằng xa chư Phật luôn hộ niệm cho người ấy. Đó chính là hiệu quả và lợi ích của niệm Phật. 28. Một người niệm Phật, A Di Đà Phật sẽ cử 25 vị Bồ Tát đến bảo vệ người này, làm cho những ác thần ác quỷ không thể đến gần để hại người ấy. Cho nên niệm Phật là điều kiết tường may mắn nhất. Niệm Phật có thể tiêu trừ nghiệp chướng của chúng ta, làm cho tăng phước huệ được may mắn bình an, lại có thể tiêu tai miễn nạn, khiến cho chúng ta gặp dữ quá lành, biến họa thành phúc, việc lớn quá nhỏ, việc nhỏ quá không. 29. Pháp môn tịnh độ là chỉ cần chuyên xưng niệm danh hiệu Phật Di Đà thì đương nhiên chính là trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Những người học Phật như chúng ta không thể quên ơn cha mẹ, ơn sinh trưởng, ơn đất nước và ơn chúng sanh. Muốn đền đáp bốn ân nặng này thì chỉ có xưng danh hiệu Phật A Di Đà. Xưng niệm danh hiệu Di Đà, nếu bạn không hiểu biết cũng không mong cầu, nhưng tổ tiên vẫn tự nhiên được siêu độ, con cháu được gia hộ. Trong lòng chúng ta mặc dù không có nghĩa đến báo đáp, nhưng vì oai lực của Phật, tự nhiên sẽ có công năng báo đáp đó. 30. Có thể thường niệm Phật thì công đức, hào quang tướng tốt của Di Đà sẽ hiển hiện trong thân tâm của chúng ta. Đó chính là Phật vào tâm ta. Trong lúc niệm Phật, hào quang của Phật A-di-đà sẽ nhiếp thủ những chúng sanh niệm Phật. Đó chính là ta vào tâm Phật. Tóm lại, người niệm Phật bất kể giờ nào, nơi nào cũng luôn thường xuyên ở cùng với Phật. Pháp cơ nhất thể với Di-đà. Đối với người niệm Phật mà nói, bất kể người ấy hiểu được bao nhiêu nội dung của câu hiệu A-di-đà Phật này đều không bị uổng công, đều có được hiệu lực và tác dụng rất lớn. 31. Chỉ có những người chuyên niệm A-di-đà Phật, tâm quan của Đức Phật mới thường chiếu rọi người ấy, giữ lấy không buông bỏ. Những người không niệm Phật mà tu tập hành, không nhận được sự nhiếp thủ của hào quang A-di-đà Phật, điều này có nghĩa là lợi ích trong hiền kiếp. 32. Chuyên niệm Nam-mô A-di-đà Phật, một vị Phật, chư Phật mười phương tự nhiên hộ niệm cho ta. Hộ niệm tức là bảo vệ và nhớ đến, khiến cho ta được yên ổn, không bị các chướng nạn. Nên biết, niệm A-di-đà Phật tức là niệm chư Phật mười phương sanh về cực lạc tịnh độ, tức là sanh về tịnh độ mười phương, có thể lấy đó làm lợi ích cho chính mình, tức là có thể làm lợi ích cho tất cả, không cần đổi cách xưng niệm danh hiệu mười phương chư Phật khác. 33. Chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, một vị Phật, Quán Âm, Thế Chí và những vị đại Bồ Tát khác, tổng cộng là 25 vị, không mời tự đến, trùng trùng dây quanh suốt ngày quan hỷ hộ trì, khiến cho người niệm Phật xa lìa các phiền não, thường được yên ổn. Nên biết, chỉ niệm Di Đà, tức là niệm niệm tất cả các vị đại Bồ Tát, Quán Âm, Thế Chí cũng trong số đó, không cần đổi cách xưng niệm danh hiệu các vị Bồ Tát khác. 34. Nhất hướng chuyên xưng. Xuyên suốt một lòng chuyên xưng niệm, vừa là bổn nguyện độc nhất vô nhị, vừa là cái hạnh tối cao thượng của Phật A Di Đà, đã cùng với Phật A Di Đà cơ pháp nhất thể, thường được hào quang của Di Đà chiếu rọi xoay quanh, không tách rời nhau, có thể nói cùng tồn tại với Phật, cùng đồng hành với Phật, cho nên cũng nhận được sự hộ niệm của tất cả chư Phật A Di Đà kinh. 35. Người niệm Phật có hào quang soi sáng thân mình 40 dặm mà không thể xâm nhập. Người niệm Phật
A-di-đà Phật thường trụ trên đỉnh đầu, ngày đêm ủng hộ, không để quan gia có cơ hội nhiễu loạn. Trong kiếp này thường được yên ổn, lúc lâm chung được giảng sanh theo ý muốn. 36. Niệm Phật trong mỗi niệm đều đang tiêu trừ nghiệp chướng sinh tử trong 8 tỷ kiếp của chúng ta. Trong mỗi niệm đều đang tăng trưởng công đức, phước báo 8 tỷ kiếp của chúng ta. Trong mỗi niệm, hào quang của A-di-đà Phật đều đang soi chiếu cho chúng ta. Trong mỗi niệm, A-di-đà Phật đều trụ trên đỉnh đầu để bảo vệ cho chúng ta. Chư Phật mười phương, Quán Thế Âm Bồ-Tát, Đại Thế Chí Bồ-Tát và các thiên thần địa chủ đều ở xung quanh hộ trì cho chúng ta. 37. Điều mong cầu sau cùng của cả đời người thật sự chỉ có hai việc: hy vọng mạnh khỏe, sống lâu, vừa sống lâu lại mạnh khỏe. Không những phải mạnh khỏe, còn hy vọng sự khỏe mạnh này có thể lâu dài. Thế thì chỉ cần một lòng thành kính niệm Phật thì có thể tiêu trừ nghiệp chướng. Nghiệp chướng được tiêu trừ thì chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Những lợi ích trên đây chỉ là thứ yếu, lợi ích chính không ở đây. Cho dù có được khỏe mạnh sống lâu vẫn chỉ là lợi ích nho nhỏ. Lợi ích chính là siêu thoát tam giới, dứt nẻo luân hồi, giảng sanh về thế giới cực lạc thành Phật. Đó mới là mục đích chính của việc niệm Phật. Nếu như chưa thoát khỏi lục đạo luân hồi thì ta vẫn còn cái thân xác thịt và sẽ mãi mãi chịu những nỗi khổ như sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, cầu bắt trắc khổ, ác biệt ly khổ, quán tắng hồi khổ, ngủ ấm xí thành khổ. Cho nên, cho dù là những thứ này đã được giải quyết cũng không phải là giải quyết triệt để. Chỉ có giảng sanh về thế giới cực lạc mới là giải quyết triệt để. Nếu chưa giảng sanh về thế giới cực lạc thì mãi mãi vẫn ở trong sự nguy hiểm. 38. Xưng danh niệm Phật được gọi là chánh định nghiệp. Lý do của nó là gì? Là bởi vì niệm Phật vốn là thuận theo ứng hợp với nguyện thứ 18 của A Di Đà Phật. Cho nên nói thuận bỉ Phật nguyện cố, tức là thuận theo bổn nguyện của Phật kia. Đồng thời cũng tương ứng với hào quang của A Di Đà Phật giúp thủ bất xả. Ở kiếp này thì nhận được sự bảo vệ của Di Đà, có thể chuyển yếu mạng thành trường thọ, gặp dữ quá lành, biến họa thành phúc, việc lớn quá nhỏ, việc nhỏ quá không. Cái gọi là tiêu tai giải nạn, tăng phước tăng thọ, điều này gọi về lợi ích của kiếp này. Một khi người ấy đến lúc lâm chung, A Di Đà Phật sẽ hiện lên đến tiếp dẫn người ấy về thế giới cực lạc. Cho nên diếp thủ bất xả là từ bây giờ mãi cho đến lúc người ấy lâm chung, từ phút đầu đến phút cuối không bao giờ buông bỏ rời xa người ấy, mãi mãi không buông bỏ rời xa người ấy. Vì thế xưng danh niệm Phật, một mặt là thuận theo chánh định nghiệp bổn nguyện của Đức Phật, mặt khác cũng nhận được sự nhiếp thủ hộ trì của câu danh hiệu hào quang này. 39. Nam mô có nghĩa là quy mạng, là tin và nhận, tức là loại bỏ sự hoài nghi, hoàn toàn quy thuận tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà. Những người loại bỏ sự hoài nghi, tuyệt đối tin nhận sự cứu độ của A Di Đà Phật và nhớ Phật niệm Phật, sinh mạng của người ấy kết hợp lại thành một giới sinh mạng của A Di Đà Phật, là cùng tồn tại với Phật, đã không phải là chúng sanh của lục đạo luân hồi nữa, mà là thánh chúng của thế giới cực lạc rồi. Có được công đức chí cao vô thượng, được sự che chở và thương nhớ của chư Phật Bồ Tát mười phương, hiện tại có thể gặp dữ quá lành, tiêu tai thoát nạn, tăng phước tăng thọ, tà thần quỷ dữ không chướng ngại được. Trong lúc lâm chung, bất kể chết trong trường hợp nào, nơi nào, giờ nào, cũng đều nhất định được giảng sanh về thế giới cực lạc. 40. Người niệm Di Đà được hào quang của Di Đà nhiếp thủ không rời, được chư Phật mười phương hộ niệm, thiên thần địa chủ cung kính. Người tu tập hành hào quang của Di Đà không nhiếp giữ, không được chư Phật mười phương hộ niệm, thiên thần địa chủ không cung kính, dẫn đến những ác quỷ hung sát quán ghét khinh nhờn. 41. Niệm Phật đơn giản, viên đốn, công đức viên mãn nhanh chóng. Niệm Phật, phương pháp đơn giản nhất, hiệu quả nhanh nhất, công đức cao nhất. Niệm Phật, thực hiện dễ mà thành công cao, dùng sức ít mà đạt hiệu quả nhanh chóng. Niệm Phật, vừa được yên ổn trong kiếp này, lại được giảng sanh khi lâm chung, không những bản thân được phước mà cũng khiến cho người nhà được ân huệ. Niệm Phật là sự tiện lợi trong tiện lợi, sự trực tiếp trong trực tiếp, đơn giản nhất trong đơn giản, dễ thực hiện nhất trong những cách dễ thực hiện, ai cũng làm được, ai cũng chứng được. Người niệm Phật, quỷ thần không thể hại được, thập dương, thập điện diêm dương không dám chiêu gọi. Người niệm Phật có hào quang 40 dặm soi sáng thân mình mà không xâm nhập được. Người niệm Phật A Di Đà Phật
thường ở trên đỉnh đầu người ấy, ngày đêm ủng hộ, không để quan gia có cơ hội xâm hại. Kiếp này thường được yên ổn, khi lâm chung được giảng sanh như ý nguyện. 42. Người niệm Phật phải biết chúng ta có hai lợi ích, là lợi ích kiếp này và kiếp sau. Niệm Phật nhất định được giảng sanh là sự giao ước thứ nhất của A-di-đà Phật với chúng ta. Những người niệm Phật, hào quang của A-di-đà Phật nhiếp thủ bất xả, đó là giao ước thứ hai của A-di-đà Phật với chúng ta. Chúng ta niệm Phật không đợi đến lúc lâm chung, A-di-đà Phật đã xuất hiện an ủi, bảo vệ chúng ta, đón tiếp chúng ta, đó là giao ước thứ ba của A-di-đà Phật với chúng ta. Đời người có được ba giao ước này là điều hạnh phúc nhất và an tâm nhất. 43. Xưng danh niệm Phật, mỗi một tiếng Phật hiệu đều tiêu trừ được trọng tội sanh tử trong 8 tỷ kiếp. Có rất nhiều người thích tụng kinh tiêu trừ nghiệp chướng. Tụng kinh đương nhiên có thể tiêu trừ nghiệp chướng, nhưng nếu so với niệm Phật, công đức của tụng kinh giống như là ánh sáng của đom đóm, tiêu trừ được nghiệp chướng có giới hạn. Công đức niệm Phật rất lớn, giống như là ánh sáng mặt trời vậy, tiêu trừ nghiệp chướng vô lượng vô biên, làm sao có thể so sánh được. 44. Trong quán kinh nói những chúng sanh hạ phẩm thượng sanh nghe được tựa đề của 12 bộ kinh điển Đại Thừa, xem như là pháp môn tụng kinh, có thể tiêu trừ nghiệp ác cực nặng của 1000 kiếp. Nhưng so với những chúng sanh hạ phẩm hạ sanh, họ chỉ niệm một tiếng Phật hiệu thì có thể tiêu trừ được tội sanh tử trong 8 tỷ kiếp. Nói về sự hơn kém của hiệu quả và sự khó dễ của pháp hành trì cũng đều không thể so sánh với pháp môn niệm Phật này được. Thứ nhất là tụng kinh khó, niệm Phật dễ. Thứ hai, tụng kinh diệt tội kém so với niệm Phật. Có thể nói tụng kinh diệt tội kém, niệm Phật diệt tội tốt hơn. 45. Tụng kinh có thể tiêu trừ được ác nghiệp cực nặng, niệm Phật có thể tiêu trừ tội sanh tử rất rõ ràng. Tuy rằng tụng kinh cũng có thể diệt tội, nhưng không thể thoát khỏi sanh tử. Niệm Phật vừa có thể tiêu trừ tội sanh tử, lại cũng có thể thoát khỏi sanh tử, cũng tức là có thể tiêu trừ tội nghiệp sanh tử luân hồi, không còn trở ngại sanh tử luân hồi nữa, mà tuyệt đối được giảng sanh về thế giới cực lạc. Cho nên, bất luận là nói từ góc độ tiêu trừ nghiệp chướng, thoát khỏi sanh tử hay là giảng sanh tịnh độ, thì tụng kinh luôn không bằng niệm Phật, trì chú cũng không bằng niệm Phật. Không có hành môn nào thù thắng và dễ dàng thẳng tắc hơn pháp môn niệm Phật cả. 46. Hào quang vô lượng của A-di-đà Phật phủ trùm khắp cả vũ trụ mênh mông, hơn nữa lại chiếu rọi xuyên suốt không có gì chướng ngại, không bị bất cứ chướng ngại bởi thời gian, không gian, tội nghiệp, ma nạn, tạp niệm. Tất cả đều không thể làm chướng ngại sự cứu độ của Di Đà. Chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật, người niệm sẽ nhận được sự soi sáng, bảo hộ và cứu độ của ánh hào quang không gì chướng ngại này. 47. Quán Vô Lượng Thọ Kinh nói, nếu là người niệm Phật nên biết người ấy là Qua Phân Đà Lợi trong loài người. Quán Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát là bạn lành của người ấy. Người ấy sẽ ngồi đạo tràng sanh vào nhà chư Phật. Đức Phật Thích Ca khen người niệm Phật là Qua Phân Đà Lợi, khen ngợi như vậy là sự khen ngợi cao quý nhất trên đời. Đại sư Thiền Đạo giải thích rằng, nếu là người niệm Phật, tức là người tốt trong loài người, người tuyệt diệu trong loài người, người đứng trên tất cả loài người, người hy hữu, hiếm thấy, hiếm có trong loài người, người vượt trội nhất trong loài người. Khen ngợi như vậy là sự khen ngợi tôn quý nhất trên đời. Quán Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát đều do niệm Phật mà giảng sanh về thế giới cực lạc. Chúng ta cũng như vậy, tuy có trước có sau, nhưng cùng thầy, cùng lòng, cùng giảng sanh. 48. Đại sư Thiền Đạo nói, bản thân niệm Phật có đủ tứ đức, cũng chính là sám hối, tán thán, phát nguyện, trang nghiêm. Ngài lại nói, niệm Phật có 5 loại công đức tăng thượng duyên, tức là diệt tội, hồ niệm, kiến Phật, nhiếp sanh, chứng sanh, vân vân. Bất luận là có hiểu biết hay không, có tin hay không, chỉ cần một lòng xuyên suốt xưng danh niệm Phật, không biết không cầu, cũng liền có được công đức vô thượng và lợi ích to lớn như vậy. Điều này chỉ toàn là do Phật lực cả. Chúng ta học là học cái này, người tin là tin cái này, thực hành là thực hành cái này vậy. 49. Kinh điển giống như một tấm bản đồ, cũng là sách hướng dẫn của bản đồ. Chúng ta xem xong sách hướng dẫn, cũng tìm kiếm trên bản đồ, biết được mục tiêu và phương pháp rồi, thì nên trực tiếp thu xếp hành trang lên đường, tiến thẳng đến mục tiêu, mà không nên cứ mãi dừng lại ở giai đoạn tụng kinh. Tụng kinh đương nhiên là có công đức, thế nhưng cái còn lớn hơn công đức tụng kinh nữa, đó chính là ta giáo quán tâm,
y giáo phụng hành, tức là mượn giáo lý Phật giáo để soi xét tâm mình và thực hành theo giáo lý đó. Cho nên A-di-đà kinh nói cho chúng ta biết, chỉ cần chấp trì danh hiệu thì có thể khiến cho chúng ta và những đối tượng cần siêu độ đều được giáng sanh về thế giới cực lạc. Điều này cũng là chư Phật mười phương chủ động hoan hỷ cùng lên tiếng bảo đảm với chúng ta những lời mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói tuyệt đối không hư dối, đồng thời còn tán thán sự thù thắng của pháp môn này. Chư Phật đều hộ niệm, gia hộ, bảo vệ và nhớ đến những người niệm Phật. 50. Hào quang của A Di Đà Phật có một tác dụng rất thù thắng, đó chính là truy tìm, theo dõi, bảo vệ và cứu độ những người niệm Phật. Chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì trên người chúng ta sẽ phát ra hào quang của A Di Đà Phật. Việc này là một điều rất là tự nhiên, bất kể là bạn có biết hay không, có cầu hay không thì từ nó cũng sẽ có. Cho nên những chúng sanh niệm Phật, hào quang của A Di Đà Phật sẽ mãi mãi nhiếp thủ người ấy, hộ niệm, gia hộ, bảo vệ và nhớ đến người ấy bất cứ giờ nào, bất cứ nơi nào. 51. Mỗi người chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay đã tạo ra vô lượng tội nghiệp, quan gia trái chủ đều đang chờ cơ duyên để đòi nợ. Họ nhớ chúng ta còn sâu sắc hơn chúng ta nhớ con cái nữa. Nếu như bây giờ có một người sắp mạng chung, có pháp gì có thể cứu được người ấy thì nhân tiện cứu luôn những quan gia trái chủ ở bên cạnh người ấy thoát khỏi sự đau khổ của địa ngục. Phương pháp tốt nhất chính là trợ niệm và khai thị cho người ấy lúc lâm chung, hướng dẫn người ấy cùng nhau niệm Phật. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà bạn đang khai thị cho người ấy, những quan gia trái chủ ở bên cạnh cũng nghe thấy, họ cũng muốn được giảng sanh, bởi vì họ cũng muốn lìa khổ được vui. Sau đó, cầu Nam Mô A Di Đà Phật vừa đề khởi, hiện trường lập tức phát ra hào quang. A Di Đà Phật lúc đó cầm hoa sen xuất hiện ở trước mặt họ. Người lâm chung, cô hồn giả quỷ và các quan gia trái chủ ở gần đó, tất cả đều giống như ngồi trên thuyền vậy và sẽ lập tức đến thế giới cực lạc. Thử nghĩ xem, công đức niệm Phật to lớn biết bao, thù thắng biết bao. Cho nên, muốn hóa giải oán hận, trả nợ nghiệp, chỉ có xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, không những đơn giản nhất mà cũng thù thắng nhất. 52. Một người thường xuyên niệm Phật tự nhiên sẽ cảm nhận được rất nhiều mọi hiện tượng bất khả tư nghị. Đó chính là gặp bất cứ việc gì cũng đều chuyển dữ quá lành, bình an thuận lợi, đến lúc lâm chung luôn biết trước ngày giờ giảng sanh và ra đi một cách an lành, thuận lợi giảng sanh, thậm chí hiện ra đủ loại thoại tướng, tức là tướng lành. 53. Có một câu nói, thà rằng ngàn năm không ngộ cũng không được trong một lúc nhập vào ma đạo. Cho nên học Phật, tu hành, hướng đạo, sợ nhất chính là nhập vào ma đạo. Ma có hai loại, nội ma và ngoại ma, ma trong và ma ngoài. Nội ma chính là nói đến ma phiền não, cũng chính là tâm ma. Có câu nói, ma do tâm sinh, yêu tùng nhân hưng, chánh tâm thành ý, bách tà bất xâm. Tạm dịch, ma do tâm mình sinh ra, yêu quái do con người mà lớn mạnh, trong lòng ngay thẳng thành kính, các tà ma ngoại đạo không thể xâm nhập được. Người tu hành nếu như không có chánh tri chánh kiến mà theo đuổi những điều cảm ứng kỳ dị, thường sẽ dẫn đến ngoại ma. Cái gọi là ngoại ma bao gồm những quan gia trái chủ của chúng ta, lợi hại nhất chính là thiên ma ở cõi dục giới tầng trời thứ sáu. Xong, bất kể mà ma quan gia trái chủ hoặc là ma ác thần ác quỷ, thậm chí là thiên ma, chỉ cần tâm chuyên niệm Phật, trên người sẽ phát ra hào quang. Mà lợi ích phát ra hào quang là ma không thể xâm hại, không thể quấy nhiễu, làm chướng ngại, gây nhiễu loạn. Cho nên người niệm Phật không thể nào có ngoại ma đến quấy rối, quấy nhiễu. Đáng sợ nhất chính là tâm ma, cũng chính là tri kiến không chính xác, hoặc là ma phiền não, việc gì cũng xử lý theo cảm hứng, không có lý tính. Nếu như vậy thì sẽ làm chướng ngại đến bản thân. 54. Chỉ cần niệm Phật thì Phật quang trên người chúng ta sẽ đầy khắp cả vũ trụ mênh mông. Bởi vì hào quang này là hào quang của A-di-đà Phật. Hào quang của Di-đà lớn bao nhiêu? A-di-đà kinh nói, Phật kia vì sao hiệu là A-di-đà? Hào quang của Đức Phật ấy vô lượng, chiếu khắp mười phương cõi, không gì chướng ngại được, cho nên hiệu là A-di-đà. Vì thế khi chúng ta vừa khởi tâm động niệm mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái tâm phàm phu nhỏ nhoi của chúng ta sẽ cùng với hào quang của câu Phật hiệu này trở nên to lớn vô cùng. 55.
hào quang của A-di-đà Phật sẽ soi sáng cho những chúng sanh niệm Phật, có lợi ích công đức rất lớn. Cái lợi ích công đức này rất nhiều. Trong số đó, cái cơ bản nhất chính là tiêu trừ nghiệp chướng khi chúng ta lâm chung. 56. Nếu nói về trọng nghiệp của người niệm Phật như chúng ta đây, đó là nghiệp gì? Đó chính là niệm Phật. Niệm Phật có công đức bất khả tư nghị. Có đại nguyện lực của A-di-đà Phật làm tăng thượng duyên. Loại duyên có tác dụng tăng thêm sức mạnh cho một cá nhân đã có sẵn và hỗ trợ cho cá nhân đó phát triển nhanh chóng. 57. Một người niệm Phật không thể nào bị quan gia trái chủ làm chướng ngại được, bởi vì chúng ta niệm Phật, trên người sẽ phát ra Phật quang, quan gia trái chủ không cách nào chướng ngại được và cũng sẽ không chướng ngại đâu. 58. Người không niệm Phật sẽ theo phiền não và tập khí mà khởi tâm động niệm, như vậy sẽ khiến cho họ thân tâm nặng đề, tâm trạng không vui. Niệm Phật không những có thể mở mang trí tuệ, tiêu trừ nghiệp chướng, mà còn dứt trừ vọng tưởng tạp niệm, cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng an lạc. Niệm Phật lâu ngày vì có sự lĩnh hội của tịch tỉnh, là tâm ý lắng động, chí tánh an nhàn, dứt bặt động niệm, khí chất, cá tính, thói quen, sự vui chơi của con người sẽ thay đổi. Một người vốn dĩ nóng nảy, bợp chợp, dễ sanh tâm so đo, tranh chấp với người khác, cá tính sẽ thay đổi, xem nhẹ thị phi đúng sai ở thế gian. Cho nên niệm Phật không những không tốn hao gì cả, mà còn thu được nhiều điều lợi ích. 59. Niệm Phật không những có thể tiêu trừ được nghiệp chướng của chúng ta, cũng có thể khiến cho chúng ta lìa khổ được vui. Sự chuyển biến rõ rệt là trước đây dễ bất bình bất mãn, dễ tranh chấp so đo với người khác, dễ câu có sân hận, bây giờ thì không, bởi vì có được công đức của Di Đà tặng không cho chúng ta, cho nên đã biết đủ, đã biết cảm ơn, trạng thái tâm lý thay đổi, rồi tính cách thay đổi, rồi thói quen thay đổi, rồi tướng mạo cũng thay đổi, vận mạng cũng thay đổi. Tóm lại, một người biết cảm ơn và biết đủ, lúc nào sắc mặt cũng rạng rỡ tươi vui. 60. Đối diện với bất cứ rắn độc thú dữ gì, nếu chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật bằng với tấm lòng từ bi, thì những chúng sanh đó sẽ không làm tổn hại chúng ta, cũng vì vậy mà được yên bình và êm ả, sẽ không có hành vi phản kháng và công kích. Bởi vì niệm Phật có thể hóa giải oan nghiệt của quan gia trái chủ, thậm chí siêu độ được cho đối phương. 61. Hóa giải oan nghiệt của quan gia trái chủ có hai cách. Thứ nhất là dựa vào việc thiện ở thế gian, nghĩa là phải hành thiện tích đức. Hành thiện tích đức trước tiên phải hiếu thảo với cha mẹ, còn phải thường bố thí, suy nghĩ cho người khác với tấm lòng thiện ý. Như vậy sẽ có thiện thần bảo vệ, quan gia trái chủ cũng sẽ không đến trả thù. Cách khác là tích lũy công đức trong Phật môn. Người học Phật nếu như quy y thọ giới, tự nhiên sẽ có thiện thần bảo vệ, tự mình thành tâm sám hối những nghiệp chướng trong quá khứ, thậm chí tụng kinh, bái sám, trì chú, niệm Phật. Như vậy, không những quan gia trái chủ không đến trả thù, còn có thể hóa giải được oan nghiệt, thậm chí siêu độ được cho đối phương. Điều này chính là công đức trong Phật Pháp. 62. Mắc bệnh do nghiệp chướng, chỉ có thuốc công đức mới chữa trị được. Bằng không, bất kể là tốn bao nhiêu tiền, đổi bao nhiêu bác sĩ tài giỏi, cũng không có hiệu quả, bởi vì không đúng bệnh. Nói đến nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta đến nay, những nghiệp tạo ra do sát hại rắn rết, đủ loại thú dữ, quan gia trái chủ nhiều vô cùng. Bởi vì chúng ta ngu si, không biết ăn chay, hộ sinh, bảo vệ động vật, từ nhỏ đến lớn, không biết đã sát hại bao nhiêu con kiến, muỗi, côn trùng, thậm chí là sát hại chuột, rắn, bất luận là côn trùng nhỏ hay động vật lớn, kết quán trong một đời rất nhiều, huống hồ là những sát nghiệp trong vừa đời tạo nên, không kể hết được. Nếu như dựa vào chúng ta hành thiện tích đức để mà quá giải, trả nợ những nghiệp này là tuyệt đối không thể nào. Dựa vào công đức tu hành Phật Pháp để quá giải trả nợ cũng không thể được. Thế thì phải làm sao? Đó chính là dựa vào câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cầu Nam Mô A Di Đà Phật này là dạng đức hồng danh, có đủ tất cả công đức thiện hạnh. Hơn nữa công đức này nhiều đến nỗi không thể nghĩ bàn, vô lượng vô biên. Chỉ cần chúng ta chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nghiệp chướng của nhiều đời nhiều kiếp đều có thể trả được, chuyển báo ứng nặng thành báo ứng nhẹ, chuyển báo ứng trong kiếp tương lai thành báo ứng trong kiếp này, thậm chí hoàn toàn có thể hóa giải được. 63. Trong câu Phật hiệu có đại từ bi, đại nguyện lực, đại công đức của A Di Đà Phật. Câu Phật hiệu này rất sống động, có mắt, tai, tâm can của Đức Phật, cho nên chúng ta niệm câu Phật hiệu này, A Di Đà Phật sẽ nghe thấy ngay, cảm theo tiếng Phật hiệu mà hiện đến để bảo vệ cho chúng ta, tiêu trừ nghiệp chướng và tăng thêm công đức của chúng ta. 64.
niệm Phật cần phải giống như lời dạy của Đại sư Thiện Đạo, niệm niệm bất xả, tức là trong mỗi niệm đều không rời xa A-di-đà Phật. Bất kể là giờ nào, nơi nào, hoặc đang làm việc gì, cũng phải niệm Phật. Niệm một câu có công đức của một câu, tuyệt đối không uổng phí. Niệm Phật không những không hao tâm tốn sức, cũng không cần phải mất thời gian đặc biệt. Nếu như khởi tâm động niệm đều là câu Nam Mô A Di Đà Phật này, vọng tưởng tạp niệm sẽ ít đi, phiền não cũng sẽ giảm bớt, thân tâm tự nhiên sẽ nhẹ nhàng an lạc. Thân tâm được nhẹ nhàng an lạc, cơ thể sẽ tương đối không có bệnh khổ hoặc là buồn rầu. Cho nên niệm Phật có trăm điều lợi mà không có một điều hại, chỉ có lợi ích chứ không có điều xấu. 65. Phiền não nhiều liên quan đến niệm Phật ít, đương nhiên cũng có liên quan đến tập khí của cá nhân. Niệm Phật nhiều sẽ ít chấp trước giới phàm tình, tức là tình cảm dục vọng của phàm phu, phiền não sẽ giảm bớt. Muốn giảm nhẹ phiền não của người khác, ngoài việc khuyên niệm Phật ra, cũng nên từ lý mà khuyên bảo. 66. Chủ nhân của chúng sanh là tham sân si, thường niệm Phật thì chủ nhân sẽ tương đối thanh tịnh, tiếp cận vượt qua tánh không, tức là trống rỗng. Trống không là một khái niệm trung tâm của đạo Phật, quan trọng nhất và cũng trừu tượng nhất. Trong thời đạo Phật Nguyên Thủy, kinh điển đã nhắc rằng mọi sự vật là giả hợp, hữu di, trống rỗng, vô thường, vô ngã và khổ của thiện và ác. Khi niệm Phật đến một mức độ nào đó, có thể lĩnh hội được một chút cái bóng của bản thể, tức là bản thân của sự vật, thực thể căn bản để hình thành hiện tượng, trái nghĩa với hiện tượng. 67. Khi nghiệp chướng hiện ra trước mắt, niệm Phật một cách thành kính và tịch tỉnh, những nghiệp chướng lớn hay nhỏ cũng đều bị hóa giải trong vô hình, hoặc trọng báo khinh thọ, quả báo nặng mà chịu nhẹ. 68. Cái lợi hoặc đại lợi thực sự mà trong kinh nói đều nói về lợi ích thành Phật. Công đức vô thường là chỉ công đức thành Phật. Niệm Phật thì có thể có được công đức thành Phật, cho nên nói di được đại lợi, tức là có đầy đủ công đức vô thường. Cho nên đại lợi chính là công đức vô thường, đại lợi bằng với công đức vô thường. 69. Từ vô thị kiếp đến nay, chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp đã tạo ra tội nghiệp vô lượng vô biên. Nếu muốn sám hối tội nghiệp, muốn chuộc tội, phương pháp tốt nhất, đơn giản nhất, nhanh chóng nhất và thù thắng nhất chính là xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu như trong quá khứ chúng ta đã từng hại người hoặc là ăn rất nhiều thịt chúng sanh, nếu muốn sám hối chuộc tội, phương pháp tốt nhất, tiện lợi nhất chính là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hoặc là chúng ta trước đây đã từng ăn cắp hay là lấy những đồ mà không nên lấy, kiếm được số tiền mà không nên kiếm, nếu muốn sám hối chuộc tội, phương pháp tốt nhất, tiện lợi nhất cũng là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu như trước đây chúng ta đã từng ăn hiếp, xâm phạm người khác, hoặc là ghen tị, chửi mắng, nói xấu người ta, làm chia rẽ tình cảm đối phương, ly gián sự đoàn kết của đối phương, nếu muốn sám hối chuộc tội, phương pháp tốt nhất, nhanh chóng nhất cũng là xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tóm lại, bất luận là tội lớn, tội nhỏ, có hình tướng hay không có hình tướng, người khác biết hay không biết, tội nghiệp trong quá khứ hay là hiện tại, tất cả cũng đều xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là phương pháp sám hối chuộc tội lớn nhất và thù thắng nhất. 70. Đại sư Tiền Đạo nói, niệm niệm xưng danh thường sám hối. Chúng ta trong mỗi niệm xưng danh, tức là đang sám hối, thường xuyên niệm Phật chính là thường xuyên sám hối. Lại nói, lợi kiếm, tức là di đà hiệu, nhất thanh xưng niệm tội giai trừ, tức là thanh gương bén, tức là danh hiệu của Phật A-di-đà, xưng niệm một tiếng là tiêu trừ được tất cả tội. Nghĩa là muốn diệt tội chuộc tội, nếu theo phương pháp tu hành khác thì tương đối khó khăn hơn, chỉ có xưng niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật này là dễ dàng nhất. Cho nên xưng niệm câu danh hiệu này, bất kể chúng ta xưng niệm một cách chí thành khẩn thiết hay xưng niệm một cách không chăm chú, hoặc là xưng niệm theo phương thức biểu diễn bằng âm nhạc giải trí cũng vậy, cũng đều có thể đạt được hiệu quả cả. Cũng giống như thuốc, mặc dù bạn không biết tên, chức năng, công hiệu của thuốc, cũng bất kể là bạn tự nguyện uống hay là bị ép phải uống, chỉ cần uống vào thì thuốc sẽ phát sinh hiệu quả trên người của bạn. Câu danh hiệu này chính là có công năng như vậy đó. 71. Thực ra trên thân thể mọi người đều có hào quang, không chỉ là con người, bất cứ động vật, thực vật nào cũng đều có hào quang. Còn như là hào quang sáng, hào quang tối, hào quang mạnh, hào quang yếu, hào quang lớn, hào quang nhỏ cũng sẽ khác nhau theo từng người một. Khi ta khởi lên thiện niệm thì phóng hào quang sáng đẹp, khởi lên ác niệm thì phóng ra hào quang tối đen. Nếu nhớ Phật niệm Phật thì phóng ra Phật quang,
Hơn nữa, Phật quang rực rỡ, phiền não của phàm phu mắt thường tuy không nhìn thấy, nếu Phật Bồ Tát thì không có gì không biết không thấy, thậm chí quỷ thần ở linh giới cũng có thể nhìn thấy được. Do đó, con người nên thường mang trong lòng thiện niệm, tốt nhất là thường nhớ Phật niệm Phật, để trên người thường phóng ra Phật quang, mãi mãi nhận được Phật quang bảo vệ không rời. Như vậy, kiếp này không những được tiêu tai miễn nạn, tăng phước tăng thọ, khi lâm chung còn được Phật tiếp dẫn, giảng sanh tịnh độ một cách an toàn thuận lợi. 72. Nếu như thuận tiện, ở nhà có thể đặt một cái máy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thường xuyên phát Phật hiệu để con cái nghe nhiều, hun đúc thành thói quen. Bởi vì cái thiện cái ác có liên quan 100% đến nghiệp trong quá khứ của mỗi con người. Nếu như cái thiện căn phước đức nhân duyên mà đứa bé này trồng trong quá khứ nhiều, đương nhiên không cần cha mẹ phải bận tâm. Ngộ nhỡ cái nghiệp trong quá khứ của đứa trẻ tương đối nặng, nếu như có thể niệm Phật hiệu cho nó nghe, tốt nhất bảo nó tự mình niệm Phật để tiêu trừ nghiệp chướng của mình trước. Thế thì tương lai đứa trẻ sẽ không trở nên hư hỏng, cũng sẽ có đầy đủ nhân duyên phước đức. Đương nhiên, muốn bảo đứa trẻ niệm Phật nhiều, bản thân cha mẹ cũng phải niệm Phật thật nhiều. Nếu như trẻ con đã biết chữ, có thể thỉnh những truyện Di Đồng Phật giáo cho nó xem, bởi vì trẻ con thông thường tương đối thích xem truyện tranh. Chúng còn trẻ nên rất dễ uốn nắn, sau khi xem những quyển sách này, thói quen, thói hư tật xấu sẽ dần dần được sửa chữa, tâm cũng bởi vì sự hung đúc của Phật Pháp mà trở nên ngay thẳng lương thiện. 73. Những người thường niệm Phật, niệm quen thì thân tâm có cảm giác nhẹ nhàng an đạt, bởi vì nếu chúng ta không niệm Phật thì nhất định là đang niệm phiền não, không niệm Phật thì nhất định sẽ niệm vọng tưởng, phiền não vọng tưởng nặng nề sẽ đè lên thân tâm của chúng ta. Niệm Phật không những giảm bớt được suy nghĩ tạp nhạp, trong lòng sẽ rất thanh thản, đồng thời có hào quang của A Di Đà Phật soi sáng bảo vệ cho chúng ta. 74. Bất kể người ấy có tín ngưỡng hay không, cũng bất kể người ấy tín ngưỡng Phật giáo, Thiên Chúa giáo hay là Cơ Đốc giáo, Nhất Quán đạo hay tín ngưỡng dân gian, thậm chí là phỉ báng Phật giáo, trong lòng hoàn toàn không có chút tín ngưỡng gì cả, nhưng chỉ cần người ấy niệm Phật, trên người họ sẽ phát ra hào quang, bất kể là người ấy với tâm thành kính Phật, hoặc vừa ca diễn mà niệm Phật, hoặc là niệm Phật trong lúc vô ý thức, hoặc là nói một cách tức giận rằng, chà, con người anh thật là A-di-đà Phật mà, trên người của người ấy sẽ phát ra hào quang ngay tức thì. Bởi vì niệm Phật phát ra hào quang là một thiên tính tự nhiên, rất ư tự nhiên, không cần phải trải qua bất kỳ sự làm kiểu làm dáng gì cả, và cũng tuyệt đối không hề bị cản trở gì cả. 75. Cái gánh nặng nhất của đời người là gì? Không phải thiếu tiền người khác, cũng không phải là cuộc sống nghèo khổ. Những thứ này có thể nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ vượt qua, cũng đột phá được. Quan trọng nhất chính là cái gánh sinh tử luân hồi mà chúng ta không thể gánh vác nổi. Còn A Di Đà Phật chính là muốn gánh cái gánh nặng này cho chúng ta, muốn giải quyết nghiệp chướng sinh tử luân hồi cho chúng ta, thành tựu đạo nghiệp thành Phật cho chúng ta. Cho nên nói, hà phụ quần sanh, di chi trọng đảm, tạm dịch, gánh vác cái gánh nặng của tất cả chúng sanh. A Di Đà Phật gánh hết tất cả cho chúng ta, chỉ cần nương dựa vào Ngài, xưng niệm danh hiệu của Ngài thì có thể tiêu trừ nghiệp chướng của chúng ta, có được công đức vô lượng. Cho nên Vô Lượng Thọ Kinh nói, dĩ bất thỉnh chi pháp, thí chư lê thứ, lấy pháp không cần thỉnh, bố thí cho chúng sanh thập phương. 76. Chúng ta có niệm Phật thế nào đi nữa cũng là vị hành đạo, chứ không phải rộng tu tất cả khổ hành. Tại sao? Bởi vì vốn dĩ trong lòng chúng ta đều có niệm đầu, tâm khởi niệm, đều có tâm niệm, chẳng qua là đem cái tâm niệm của chúng ta chuyển đổi thành niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Huống hồ tâm niệm thường ngày của chúng ta đều là những suy nghĩ phiền não, đều là cái khởi tâm động niệm của trạng thái tâm lý. Những khởi tâm động niệm này đều là ô uế, là khổ não, là cảm ứng với nghiệp chướng. Bây giờ chúng chuyển đổi chúng thành niệm Phật. Bản thân của câu Phật hiệu này là Niết Bàn, là thanh tịnh, là công đức. Cho nên chỉ cần chuyển những suy nghĩ tạp loạn này thành câu Phật hiệu, và chỉ cần thường xuyên niệm Phật thì thân tâm sẽ được nhẹ nhàng an lạc và có cảm giác vui vẻ. Hơn nữa, cảm ứng được với cảnh giới của Phật, tự nhiên có thể tiêu trừ nghiệp chướng và tăng trưởng phước đức. 77. Thực sự chúng ta không thể nào chịu đựng nổi cảnh sanh tử luân hồi trong lục đạo mãi mãi được, lại không có cái duyên để thoát ra được. Nhưng nghiệp chướng này sẽ do A Di Đà Phật gánh vác tất cả, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Trong kiếp này thì chúng ta có thể giảng sanh về thế giới cực lạc được rồi. Không phải là nói bây giờ tôi phát nguyện muốn giảng sanh về thế giới cực lạc, chuyên xưng danh hiệu Di Đà, trong thời gian ngắn thì sẽ giảng sanh. Không phải như vậy đâu.
trái lại, một lòng chuyên nhất niệm Phật chắc chắn có thể tăng phước tăng thọ. Thời gian vừa đến thì sẽ giảng sanh về thế giới cực lạc. Nếu thời gian chưa đến thì chúng ta đã được sống cuộc sống được Di Đà bảo vệ rồi. 78. Chúng ta là phàm phu, vốn dĩ đến cuối đời sẽ gặp Diêm Vương, bị Diêm Vương phán xét. Nhưng bởi vì bây giờ niệm Phật, lại có hai vị đẳng giác Bồ Tát làm bạn với chúng ta, coi như A Di Đà Phật đến ở chung với chúng ta, luôn kề cận không rời xa chúng ta. Đây là điều rất thù thắng, rất khó được, rất hiếm thấy và rất đáng quý. 79. Rất nhiều người học Phật hầu như đều biết niệm kệ sám hối để sám hối những nghiệp chướng của mình. Đây là điều rất đáng quý. Nhưng mà nghiệp chướng từ vô thị kiếp của chúng ta là vô lượng vô biên, cho dù hàng ngày niệm kệ sám hối cũng không cách nào tiêu trừ hết được. Thế thì phải làm sao đây? Chỉ có xưng niệm danh hiệu ẩn chứa vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn, bí mật thâm sâu, thù thắng vi diệu, vô lượng công đức câu A Di Đà Phật này mới thực sự tiêu trừ tội nghiệp được. 80. Đại sư Thiền Đạo nói, niệm niệm xưng danh thường sám hối. Chúng ta là người niệm Phật, đương nhiên lấy niệm Phật làm chuyên tu, lấy một câu danh hiệu A Di Đà Phật làm nguyên thần bổn mạng của chúng ta. Chỉ cần khởi tâm động niệm thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mở miệng ra là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy mỗi một niệm đều đang sám hối nghiệp chướng của chúng ta, mỗi một niệm đều có thể tiêu trừ tội nghiệp của chúng ta. 81. Chúng ta học Phật mục đích sau cùng chính là muốn thành Phật, nhưng mà trước khi thành Phật cũng hy vọng có thể tiêu nghiệp chướng, tăng phước huệ. Quán Vô Lượng Thọ Kinh nói, nếu như tâm chí thành, tiếng niệm Phật không gián đoạn đầy đủ 10 niệm Nam Mô A Di Đà Phật, do xưng danh hiệu Phật nên cũng mỗi niệm tiêu trừ được 80 ức kiếp trong tội sanh tử. Chỉ cần xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật một cách thành kính, trong mỗi niệm có thể tiêu trừ trọng nghiệp sanh tử luân hồi của chúng ta. Cho nên bất luận muốn tiêu nghiệp chướng hoặc muốn tăng phước huệ cũng đều phải chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Không có gì đơn giản mà thù thắng hơn chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật cả. 82. Vô Lượng Thọ Kinh nói, những người nghe được danh hiệu Phật kia, tính tâm quan hỷ, thậm chí một niệm thì người ấy đã có được lợi ích to lớn, tức là có đủ công đức vô thượng. Ý nói là khi chúng ta nghe được câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này thì đã có công đức vô lượng vô biên, bất khả tư nghị. Niệm câu danh hiệu này là có thể tiêu trừ tội nghiệp sanh tử luân hồi trong lục đạo của chúng ta, có thể làm cho chúng ta giảng sanh về thế giới cực lạc, mau chóng thành Phật. Tức thì chúng ta liền một lòng xưng niệm một cách quan hỷ và thành kính, trong mỗi niệm đều sẽ có được lợi ích to lớn do công đức vô lượng của câu danh hiệu này. Cho nên chúng ta học Phật một mặt phải tiêu nghiệp chướng, mặt khác phải tăng trưởng công đức. Bất luận là tiêu nghiệp chướng hay tăng trưởng công đức cũng phải chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Không có pháp môn nào mà vừa dễ lại vừa thù thắng hơn chuyên niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật cả. 83. Bổn nguyện của Di Đà chính là bản hoài, tấm lòng tâm nguyện của chư Phật. Chư Phật khuyên tin, chư Phật khen ngợi và được chư Phật hộ niệm. Đó cũng chính là nói, cái pháp môn này là bản hoài của chư Phật, cũng là sự bảo vệ của chư Phật, không dễ bị thất truyền. Phàm là những người niệm Phật thì được chư Phật bảo vệ, chư Phật nhớ đến, mãi mãi cũng không quên và không bỏ rơi. Lợi ích này chỉ có Phật mới nhìn thấy được, hiểu được và luôn ca ngợi. 84. Xưng niệm danh hiệu A Di Đà Phật không chỉ là tiêu tai tăng phước một cách thông thường, điều quan trọng hơn là được trực tiếp giảng sanh về cực lạc tịnh độ. Đây là bởi vì A Di Đà Phật đã phát ra bản nguyện xưng danh tức sanh. Xưng niệm danh hiệu Di Đà nhất định được giảng sanh về tịnh độ. 85. Chỉ cần trong lòng chúng ta niệm Phật, những quá độ, quá Bồ Tát sẽ trùng trùng dây quanh chúng ta để bảo vệ cho chúng ta. Chúng ta suốt ngày đều ở trong sự che chở của Di Đà, chư Phật, Bồ Tát và Long Thiên Hộ Pháp. Đó cũng chính là bất luận người nào, khi nào, ở đâu, duyên gì, làm việc gì, chỉ cần niệm Phật, Phật sẽ xuất hiện phóng quang gia hộ, lâm chung sẽ đến tiếp dẫn. Điều này há chẳng phải khiến chúng ta cảm thấy an ủi, an toàn và vui mừng hay sao? 86. Niệm Phật là giảng sanh, theo chánh hạnh, niệm Phật có đủ hai lợi ích. Ích lợi của kiếp này và kiếp sau, cho nên bất cứ việc gì ta cũng có thể niệm Phật để cầu xin. Nếu ngoài việc niệm Phật ra, muốn chúng sinh cầu cho người thân sớm được khỏi bệnh thì vẫn được, nhưng sẽ không giúp ích cho việc giảng sanh của người thân. 87. Những người niệm Phật luôn luôn tránh được tai nạn trong vô hình, cho dù tai nạn hiện ra trước mắt cũng đều dễ dàng hóa giải được. Nếu như nghiệp của người ấy là trọng nghiệp thì sẽ chuyển thành quả báo nhẹ do nghiệp quá nặng.
lẽ ra phải chịu quả báo trong nhiều đời, nay nhờ vào công đức niệm Phật mà được trả dứt trong một kiếp mà phải qua đời, người ấy nhất định sẽ giáng sanh về thế giới cực lạc. Cho nên những người niệm Phật như chúng ta phải có lòng tin với Phật, bất luận là khổ vui, hòa phước, thành bại được mất, chúng ta phải cảm nhận là sau lưng có sự an bày của A Di Đà Phật, hoặc là có sự gia hộ của A Di Đà Phật. Cho nên bất cứ việc gì cũng đừng so đo tính toán, càng không thể có lòng nghi ngờ đối với A Di Đà Phật. 88. Thông thường những người không có tín ngưỡng hoặc học Phật pháp chưa sâu, có người sẽ cho rằng niệm Phật chỉ dùng vào việc siêu độ vong linh, nếu không phải trong trường hợp siêu độ hoặc trợ niệm thì không thể niệm Phật được. Tưởng rằng niệm Phật sẽ không được cát tường, đây là quan niệm cực kỳ sai lầm. 89. A Di Đà Phật nói: không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh nước kia, có nghĩa là phải có nhiều thiện căn, nhiều phước đức mới có thể được sanh về nước kia. Cái gì gọi là nhiều thiện căn, nhiều phước đức? Kinh A Di Đà nói: nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe được A Di Đà Phật chấp trì danh hiệu Thích Ca Mâu Ni Phật nói, nếu như có người chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật này, như vậy chính là nhiều thiện căn, nhiều phước đức. Người này khi lâm chung, A Di Đà Phật và các thánh chúng hiện ra ở trước mắt. Khi người ấy chết, tâm không điên đảo, liền được giáng sanh về cực lạc tịnh độ của A Di Đà Phật. Người này khi lâm chung, Phật thánh hiện đến trước mặt nghênh đón. Vì vậy, khi mạng chung, ngay lập tức sẽ giáng sanh về thế giới cực lạc. Cho nên chúng ta phải làm công đức thay cho cha mẹ và người thân, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Công đức như vậy là lớn nhất, nhiều nhất và thù thắng nhất. 90. Đời người như là một giấc chiêm bao, thế sự như huyễn ảo, khỏe mạnh trăm năm, hạnh phúc cả đời, trong phút chốc chết đi, trong nháy mắt biến thành con số không. Nếu không giảng sanh thì vẫn phải luân hồi. Luân hồi chính là đại nạn. Mục đích và lợi ích của niệm Phật chính là tiêu trừ cái đại nạn luân hồi này. Bởi vì lợi ích của kiếp này chỉ có mấy mươi năm là có giới hạn, lợi ích của giảng sanh vượt qua số lượng này là vô tận. Nếu có thể giảng sanh thì sanh tử luân hồi vô cùng vô tận trong những kiếp vị lai. Từ bây giờ sẽ chấm dứt, mãi mãi không còn những nỗi khổ của sanh lão bệnh tử nữa, sẽ cùng với Phật A Di Đà chứng lạc quả vô lượng thọ mạng, vô lượng hào quang, vô lượng từ bi, vô lượng thần thông, và thân tâm được tự tại vô ngại. 91. Người học Phật niệm Phật, không cúng lạy chư thần, không đốt giấy tiền vàng mã, không xem bói, bằng không rất dễ bị lừa gạt, vừa tốn tiền lại thêm phiền não. Chỉ cần thành kính niệm Phật thì tự có thể siêu độ tổ tiên, hóa giải quan gia, gặp dữ quá lành. Đó gọi là người có lòng thành, Phật có cảm ứng. 92. A Di Đà Phật không chỉ là muốn chúng ta niệm Phật để có được lợi ích của kiếp này mà thôi, còn muốn chúng ta phát nguyện giảng sanh về thế giới cực lạc. Khi lâm chung, đến tiếp dẫn chúng ta giảng sanh về thế giới cực lạc. Bởi vì kiếp này có hạnh phúc an lạc như thế nào đi nữa, suy cho cùng cũng rất ngắn ngủi. Chỉ có giảng sanh về thế giới cực lạc mới là mục đích cuối cùng. Người bình thường học Phật chẳng qua là vì tiêu nghiệp chướng, tăng phước huệ, khỏe mạnh, sự nghiệp phát đạt, gia đình hòa thuận vui vẻ, cầu gì được nấy. Nhưng tất cả những thứ này, chỉ cần người ấy thành kính niệm Phật, vô hình chung đều sẽ đạt được những điều mà người ấy mong cầu. 93. Vận mệnh không phải là không thể thay đổi. Cái gọi là mệnh do tâm tạo, mệnh tùy tâm chuyển. Vận mệnh do tâm tạo ra, vận mệnh sẽ được thay đổi theo tâm mình. Chỉ cần thường mang lòng tốt, thường nói lời hay ý đẹp, thường làm việc thiện lành, an phận thủ thường, không mơ mộng hão huyền, vận mệnh nhất định sẽ được thay đổi. Đặc biệt là chúng ta dựa vào Di Đà một cách triệt để, lấy câu vạn đức hồng danh này làm nơi nương tựa cho sanh mạng và cuộc sống. Như vậy thì có sự gia hộ của Di Đà thì sẽ tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ, vận mệnh tự nhiên có thể thay đổi được. Đó chính là cái gọi tiêu tai miễn nạn, tăng phước tăng thọ vậy. 94. Niệm Phật có đủ loại lợi ích như tiêu nghiệp chướng, tăng phước huệ, tiêu trừ tai nạn, gặp dữ quá lành, rất nhiều sự tướng, việc lớn quá nhỏ, việc nhỏ quá không, được hóa giải trong vô hình và gặt hái được kết quả viên mãn. Niệm Phật tuy là có kết quả và lợi ích như vậy, nhưng đó chỉ là lợi ích của thế gian mà thôi. Bởi vì lợi ích của thế gian có giàu đến đâu cũng là vô thường, không phải là cứu cánh. Con người sau khi chết đi vẫn phải đi vào lục đạo luân hồi. Cho nên mục đích cuối cùng mà chúng ta niệm Phật là phải giảng sanh về thế giới cực lạc. Vì lẽ đó, người niệm Phật nhất định phải lấy việc cầu sanh về thế giới cực lạc làm sự cứu cánh tối cao cho việc học Phật niệm Phật của mình. Đó cũng chính là mục đích duy nhất, còn những hiệu quả và lợi ích khác đều là cái thứ yếu mà thôi. 95.
công đức niệm Phật vô biên, phàm là cầu con, tăng tuổi thọ, chữa bệnh, hóa giải tai nạn, được công danh yên ổn gia đình, mưu cầu công việc, tăng thêm của cải, thậm chí là hóa giải oán thù, gia hộ cho người thân hoặc siêu độ vong linh, đều có thể niệm Phật để cầu xin, không cần xen tạp những pháp khác. Nhưng mà, tuy nói niệm Phật tự nhiên có cảm ứng, có thể đạt được lợi ích của kiếp này, nhưng bất luận là lợi ích lớn nào, nếu so với lợi ích được giảng sanh, há chẳng phải chỉ là giọt nước trong biển cả sao, hoàn toàn không thể so sánh được. 96. Tuy cả đời chưa gặp Phật duyên để học Phật, chưa gặp được duyên lành để hành thiện, chỉ cần duyên xấu để làm việc ác, khi lâm chung, lửa địa ngục chợt đến, ngay lúc đó vừa xưng danh hiệu Phật, lửa liền hóa thành hoa sen đỏ, các tà nghiệp đều không thể làm trở ngại được, quần ma và quan gia đều tránh xa. Có thể biết, âm thanh niệm Phật giống như sư tử gầm, sư tử vừa ra, bách thú liền lẫn trốn. Cũng như nhất đăng, nhật thất, trường ám, đốn minh, nhất Phật đương lệnh, quần ma thối thính. Tạm dịch, thắp lên một ngọn đèn, sẽ xua tan đi cái tăm tối trong căn phòng, một vị Phật ban truyền, lũ ma sẽ lui xuống chờ lệnh. 97. Người niệm Phật, cho dù là có ngu si thấp kém, mắc bệnh hiểm nghèo ô uế, người đó kiếp này sẽ là nhân trung diệu hảo nhân, người tốt đẹp tuyệt vời trong loài người, hơn hẳn người khác. Phật phàm nhất thể, hào quang của Phật A Di Đà chiếu rọi như Phật hộ niệm, Bồ Tát vây quanh, thiên thần ủng hộ, tiêu tai tăng thọ và mạng chung được giảng sanh, chứng đại niết bàn, vượt xa bất cứ người nào trên thế gian này. Nếu không niệm Phật, không nguyện sanh về cực lạc, thì tuy quyền cao chức trọng giống như gia quyến của Diêm Vương, ngày ngày tiếp cận với địa ngục như trâu ra chợ, từng bước đến gần với cái chết, một khi mạng chung, sự hối hận và sợ hãi vừa đến, rơi lệ đi một mình trên con đường do quỷ tốt dẫn đường, Diêm Vương trách mắng, quỳ khóc sầu thảm. 98. Phàm việc gì đều có nhân quả, có nhân nào liền có quả ấy. Niệm Phật vốn dĩ có thể tiêu nghiệp giải nạn, giảng sanh tịnh độ, nhưng ngũ uẩn trong người vẫn còn, trong tâm tất có sự phiền não do vọng tưởng tạp niệm, thân có già bệnh do quy luật đào thải của tạo hóa, khí hậu có sự nóng lạnh của xuân hạ thu đông, người có sự được mất đúng sai thành bại, nếu có sai lầm thiên lệch lời nói hành động, đối đáp, sinh hoạt và ăn uống, thì khó tránh nhân nào thì cảm quả đó. Giống như đói mà không ăn, lạnh mà không mặc đồ, lời nói và hành động không thỏa đáng thì bị đau bao tử, bị cảm, nhân sự bất hòa, vân vân. Những ví dụ này thì có thể biết được, hãy nên suy ngẫm. 99. Một câu Di Đà là vua của Phật, vua của các pháp, vua của trì chú và vua của các công đức. Chuyên niệm một vị Phật là Nam Mô A Di Đà Phật, tức là tổng trì tổng niệm chư Phật, chư Bồ Tát, các kinh chú, các hành môn, các pháp môn hành trì, cái gọi là 84.000 pháp môn, lục tự toàn thâu, 84.000 pháp môn, 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật đều bao gồm cả. Cũng gọi là Cai La Bát Giáo, Viên Nhiếp Ngũ Tông, gồm thâu 8 giáo, nhiếp tròn 5 tông, vừa được giảng sanh tịnh độ khi lâm chung, lại có được thân tâm an lạc ở kiếp này. 100. Bất luận là vì yên ổn lợi lạc của kiếp này, hoặc là vì mạng chung giảng sanh thành Phật, đều nằm trong một câu Nam Mô A Di Đà Phật viên mãn đầy đủ, không thiếu gì cả. Nên từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, có niệm thì niệm Di Đà, một lòng chuyên niệm cho đến mạng chung, không cần chuyển sang pháp môn khác, không cần xen tạp các pháp tu khác, thật sự phù hợp với tôn chỉ nải chí thập niệm, thập chí mười niệm của bổn nguyện Di Đà. Nhất hướng chuyên niệm, một lòng chuyên niệm mà Đức Phật Thích Ca đã khuyến thành, nhất hướng chuyên xưng, một lòng chuyên xưng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là tông chỉ của chư tổ sư đã truyền lại. Dịch xong tháng 7 năm 2016, Phật lịch 2560, nguyên tác Pháp Sư Huệ Tịnh, người dịch Phước Hưng, Hiệu Đính, Huệ Chánh, người đọc Thanh Sang. Nam Mô A Di Đà Phật.